Vâng, xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với trang kính của mình xưa. Trước tiên rất cảm ơn bác luôn quan tâm tới em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Bác nào mà chưa kênh của em và nút đăng ký kênh một nọ các phải bên dưới video nút biểu tượng quả chuông. Để mỗi khi lên video hệ thống YouTube sẽ gửi tin nhắn rất nhanh đến số điện thoại của bác vì ngày nào hàng ngày lấy video để tránh mất thời gian sang vào phiên ngày hôm nay. Phiên ngày hôm nay có cái đó là dây băng aviator, bảo tất cả bảo gì hết nhá. Đây là con dây băng aviator xanh rau muống nhá, size 584, kể cả size 62 em có hết nhá. Đủ tất cả, riêng về kính cổ kính xưa thì em đủ các loại size số luôn, đủ các loại kính cổ kính gì cũng có đấy. Cho nên là bác nào yêu cầu kính gì thì sẽ có kính đấy, nhưng chỉ có kính cổ và kính xưa em không bán cái đề mới đấy, rất là rõ ràng ngay từ phút ban đầu đấy. Đây là dây băng aviator size 584, mắt màu xanh dương 4 RB3, được sản xuất vào thập niên 1980, đầu năm 80. Mọi thông tin chi tiết về kính thì luôn luôn ghi bên dưới video rồi, kèm theo cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất là rõ ràng, rành mạch chi tiết. Dây băng aviator này, các bác nào ở Hà Nội qua địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 0916566826 thì nó cũng là cái số điện thoại Zalo. Các bác gặp tỉnh ở xa thì hết sức yên tâm rằng em sẽ gửi bằng cái phương tiện bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa, cái phương tiện gì nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp lý gửi phương tiện đó, thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chậm nhất là 3 4 ngày, tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhé. Đỉnh cầu trên đây này, nó có chữ BL dây băng USA này. Đấy. Rất là rõ ràng, rành mạch chi tiết nhá. Kính là rất là mới, nguyên zin toàn bộ, độ mới là trên 94%. Ở gầm cầu dưới thì nó có chữ BL dây băng 5814. Thật ra là em giới thiệu rất là nhanh, bởi vì sao? Bởi vì hơn 5 năm qua đấy, em triển khai kênh YouTube em đã giới thiệu rất nhiều rồi. Tất cả các loại kính cổ cũng đồ cổ đồ xưa. Đó. Bây giờ em chỉ đi lướt qua đi nhanh. Chui ven nguyên zin. Con này rất là mới, rất đẹp nhá. Ốc 3 giờ 9 giờ để có chuyện BNL, BL. Đấy, rất là rõ ràng, dành mạch chi tiết nhá. BNL, dây van. BNL. Đấy, chui ven rất là mới nhá, rất trắng trẻo nhá. Vâng, về giá cái này là 5 triệu đồng. Giá 5 triệu đồng hay gọi 5.000k. Giá là 5 triệu đồng hay gọi 5.000k. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Bác yên tâm về giá cả trên sản phẩm. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, nó nghĩa là từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào, kể cả ngày lễ ngày Tết, với điều kiện bác điện thoại trước cho em. Tránh tình trạng đến đột xuất quán, mỉa hàng, giao lưu đồ cổ đồ xưa, và đặc biệt hơn là em đi thẩm định giá đồ cổ đồ xưa. Và tất cả anh em bạn bè người thân, các bác nhớ là điện thoại trước để em liên kết bóng từ xa và lắng nghe thứ hiểu gì bác nói, tư vấn cố vấn chuyên sâu bác về đồ cổ đồ xưa. Đó là giá trị cực kỳ lớn mà khi đến với những shop đồ cổ quán lâu năm có thương uy tín ở Hà Nội như em và một số anh em chưa đồ cổ quán đồ cổ 20 năm, 30 năm, ngay cả số điện thoại trên 20 năm, các bác mua đồ bác mua bác nên lựa chọn những món lâu năm, ở đó luôn luôn được đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Chứ còn ngày nay thì với phương tiện thông tin đại chúng, đối với xấu họ bán hàng qua những gian hàng ảo, những trang thương mại tử, những trang mạng xã hội, không địa chỉ, không số điện thoại, chỉ nhắn tin, mà thậm chí có địa chỉ, có số điện thoại nhưng thỉnh thoảng thay đổi địa chỉ, thỉnh thoảng thay đổi số điện thoại, kể cả những có cái kênh như họ đăng ký kênh rất là nhiều, những trang follow rất là nhiều, đặc biệt là những trang mạng xã hội, có những cái trang em thấy nó follow rất là nhiều, hai mấy nghìn, hơn 2.000, 2.000 có số sử dụng số điện thoại tan duy tứ quý ở nhưng vẫn bỏ số điện thoại, họ chỉ cần những cái lợi ích vài triệu họ sẵn sàng bỏ số điện thoại, bỏ luôn cả trang cả kênh luôn đấy. Cho nên là các bác hết sức cẩn thận và cẩn trọng trong vấn đề lựa chọn mua bán đồ cổ đồ xưa cũng như quần áo, giày dép, ví, thắt lưng, hàng hiệu. Ở đây là góc độ chia sẻ quan điểm, không lép về đời, không kiêu căng kiêu ngạo, em rất hòa đồng tất cả anh em trong nước như ngoài nước. Đó. Dây băng aviator mà sản xanh bóng RB3 nhá. Nguyên zin toàn bộ và độ mới trên 90% nhá, rất mới rất đẹp nhá. Và giá là 5 triệu hay còn 5.000k. Đấy, em khuyên cáo bác là mua bán thì mục sự tại nhà, có làm sao có thể vận được, đấy là kinh nghiệm của anh trong nước ngoài nước của em thế. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, ngay từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày tuần, không nghỉ ngày nào, ngày lễ ngày Tết. Đấy, với điều kiện bác điện thoại trước cho em nhé, đừng đến đột xuất quá em hay đi vắng đấy. Và một lần nữa rất cảm ơn các bác đã dành thời gian xem video của em vừa dài vừa thô. Bác nào chưa kênh em hãy nút đăng ký kênh màu đỏ có phải bên dưới video và nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên kênh hệ thống YouTube sẽ gửi rất nhanh số điện thoại của bác vì ngày nào hàng ngày để có video. Vâng, xin chào, gặp lại bác phía sau.